Linh hả? Trời ơi, Duy đang ở đâu vậy? Tính cho Linh một rễ ở đây hả? Hay Linh về đi, mai tụi mình gặp nhau. Duy kỳ quá, bác Linh đợi ở đây từ nãy tới giờ, giờ lại kêu về làm sao? Nhưng mà Duy bận rồi. Không chịu đâu. Duy uống gì? Để qua kêu. Duy có chuyện gấp, mai tụi mình gặp nhau nha. Ok. Duy mà không quay lại, quay ngay đây suốt đêm luôn á. Duy đi nha. Tôi sắp chết. Để tôi đưa Linh về. Sao chóng mặt không? Mấy bà đang lừa tôi đó hả? Làm đồ con nít đấy làm gì? Thật là quá đáng. Duy, tại ông kia tụi tôi không chung thủy nên tụi tôi chứng minh cho ông thấy ai không chung thủy thôi mà. Đồ con nít. Nếu ông không chịu nghe tụi tôi, tiếp tục nghi ngờ tụi tôi đứng núi này trông núi nọ, thì tụi tôi bỏ đi hết cho ông biết. Mấy bà đi đi, đi hết đi, tôi không sợ. Tôi thiệt rồi. Sao chưa ngủ vậy con? Câu lạc bộ con có nhiều chuyện lắm ba. Sao? Có chuyện gì? Mọi người không tán thành vì con mời các siêu mẫu. Họ muốn con đem tụi con nít về đào tạo. Theo ba, đó cũng là một cách hay. Vừa chậm, vừa chắc. Sao con không nghe? Nhưng con muốn nhanh chóng khẳng định được tên tuổi của câu lạc bộ. Chứ làm theo họ, biết chừng nào câu lạc bộ mới được nổi tiếng. Ba có xem vài show diễn của con, có nhiều điểm đáng khen. Mạnh bạo, cách tân là điều tốt, nhưng hơi ôm đồm. Ba nói thật, con hơi bị nôn nóng đó. Phải từ từ, chậm mà chắc. Con muốn nổi tiếng, muốn gây dựng thương hiệu thì phải có thời gian. Nôn nóng chỉ làm hỏng việc mà thôi. Tụi mình làm như vậy có quá đáng không? Tối qua nghĩ lại, hình như cũng hơi quá đáng á. Thôi, tụi mình vô xin lỗi Duy đi. Bà Phúc, bà đi lại bà. Duy, tôi xin lỗi nha. Tôi đang tính kiếm bà để xin lỗi thì bà lại xin lỗi tôi. Ủa, tôi nghĩ kỹ rồi, nhất trí phương án đào tạo tại chỗ. Giao cho bà lo, làm hư tôi cho no đòn. Để xin lỗi, tôi mời cả nhóm đến câu lạc bộ dance sport. Ok. Đúng là bà chẳng. Công nhận thấy người ta nhảy đẹp thiệt hả?
coi đông đủ quá ha. Chào chú. Chú bắt tôi, chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Phượng này đó. Chào các cháu. Chào chú. Dạ chào chú. Chào. Dạ. Chào. Fan dance sport của chú đông lắm chú ơi. Ủa? Làm gì núp hoài vậy? À, chào cháu. Chào chú. Ủa, hai người quen nhau trước rồi hả? Chú với cổ đụng nhau hoài à? Bộ làm gì vậy? Tôi nhảy. Nhảy hả? Nhảy. Ủa, bộ mày nhảy từ lúc nào vậy? Ừ, thì thích thích thôi. Thôi, nhảy gì mà nhảy, ngủ tiếp đi. Tiếp theo, bé My. Tiếp theo cháu. Nhìn thẳng em. Cào dáng. Quay. Rồi bài tiếp theo nào. Nhướng mặt lên cao lên em. Rồi, tươi tươi lên nha mấy em. Thẳng lưng lên em. Tiếp theo đi. Rồi, được rồi. Được rồi, bây giờ mình làm lại. Chúng ta chú ý tới phần biểu cảm nữa nha. Rồi chúng ta trở về vị trí cũ nha. Rồi từng người một diễn nha. Rồi bắt đầu. Mới có một tuần đã thấy vài người mẫu tin nhiều triển vọng lắm. Được sếp khen vui quá ha. Các bà cứ cố giùm tôi, nhất định sẽ có bộ sưu tập 4 mùa dành cho tuổi tin. Hay quá. Alo anh Văn hả? Dạ. Tôi có chút việc đi trước nha. Tôi cũng tới câu lạc bộ dance sport đây. Ủa? Bà thích dance sport thiệt hả? Ừ, thích. Bà ha. Chuyện ngày hôm qua, Duy đừng có giận tôi nha. Tôi quên rồi. Đừng chọc giận tôi. Sao? Ảnh đi rồi, ngồi đó làm gì? Nghe nói bên Cindy Hot đang đào tạo mô đồ tin hả? Ừ, tụi em nghèo, đâu có giàu như ESA mà thuê siêu mẫu, nên phải đào tạo tại chỗ thôi. Ừ, đó là cách rất hay. Nhưng anh nghĩ sẽ gặp nhiều vất vả. Cũng may, anh cho em tham gia khóa học của bà Emma, nên em có chút kinh nghiệm đào tạo bài bản đó. Anh phục em quá, em làm rất hay đó. Mình nghèo thì phải chịu khó thôi. Thôi, mình nâng ly. Chúc mừng anh thành công nha. Anh có một câu hỏi rất cũ,
Nhưng không thể không hỏi. Tụi mình có thể vượt qua hơn tình bạn được không em? Ai đó? Phúc nè, mở cửa vô đi. Trời ơi, chóng mặt quá. Quỷ nè. Bà thích dance bot thì hả? Không hiểu sao thích luôn. Kỳ vậy. Không biết nữa. Hay là bồ tập thử dance bot đi. Thôi đi, tôi lạy bà. Khá quá. Sao mà lấy nước cho tôi uống ta? Bồ tự đi mà lấy. I take it from a lamp by Sando and learn how to mumble. It's just gonna be a great, I'm just gonna go mumble. Mumble Italiano, mumble. Mumble Italiano, go, go, Joe. Shake it like a fishy on it. Có tâm sự hả? Cho gì vẫn giận tôi. Bộ thương cha Duy thiệt đó hả? Tôi cũng không hiểu ra làm sao nữa. Bộ mẫu của ông Duy làm đợt này hay quá ha. Không ngờ ông Duy tạo mẫu đẹp quá ha. Coi bộ tụi nhỏ này diễn đi coi được á. Tụi nhỏ đi tốt đó. Sao tụi tin bốn mùa mà không thấy có mùa nào là mùa bikini bãi biển ha? Chắc chắn bộ sưu tập này sẽ đạt giải. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Tụi mình đi uống cà phê với nhau được không? Mà còn chưa tha cho quê tôi hả? Thank you.
chắc là mình phải qua nhà Duy xin lỗi rồi. Sao tới đây giờ này? Sao tôi gọi điện nhắn tin mà Duy không trả lời? Tôi đã quên máy điện thoại ở câu lạc bộ. Duy tha lỗi cho tôi nha. Tôi biết lỗi của mình rồi. Tôi xin Phúc á. Phúc đừng chọc quê tôi nữa. Bộ sao vậy? Có chuyện gì nói nghe coi. Bộ thích ông Duy rồi phải không? Cho Duy đang ghét tôi. Tôi vừa ở nhà trả về. Rồi tập trung lên. Tốt. Trang, chân duỗi thẳng ra, mắt hướng lên, xoay. Rồi, tiếp tục đi các em, cố gắng lên. Xoay. Sao không xoay? Làm lại. Xoay. Tốt. Tiếp tục. Lên em. Tay chống nạnh lên. Tốt. Mẹ, hình bà Phúc chụp lại đẹp không? Mẹ, dẹp đi. Bộ không biết đang làm việc hả? Của bồ hả? Ừ. Mẹ đẹp không? Lộn xộn. Đẹp quá trời. Duy, ông ký giùm tôi. Gì vậy? Lương người mẫu. Tiền tài trợ chưa về. Từ từ đi. Họ về làm đã nửa năm, tham gia mấy chương trình rồi mà chưa có tiền lương. Tôi sợ. Biết vậy, nhưng dạo này kẹt quá. Còn khoản nào chưa dùng mình lấy ra chi tạm được không? Không có. Bà động viên họ đợi tôi được không? Tôi động viên gãy cả lưỡi rồi. Kiểu này chắc họ bỏ đi hết quá. Duy nói chuyện với tôi chút được không? Tôi mắc công chuyện rồi. Phúc. Thôi mà, ổng còn giận bồ là còn thương bồ đó. Còn đứng đây làm gì nữa, lên xe đi. Tụi mình qua coi hòa tập dance sport nha. Ừ, để tôi vô lấy nón. Tôi có đây rồi. Dẫn nghi chuyện cho Duy hả? Nè. Sao? Bộ đoán thử coi. Sao cứ hết giờ là nhỏ Hoài đi nhảy liền hả? Mê gì ba cái dance spot. Lạ thiệt. Sét đánh. Tình yêu sét đánh mà. Chưa mở miệng rồi hả?
Cái hình ảnh đại diện cho cái sự... Có chuyện gì mà mặt mày bí xị vậy con? Không có gì má. Câu lạc bộ có chuyện gì hả con? Không ba. Ba má đều là người trong nghề. Có khó khăn gì á thì cứ nói. Ba má giúp được là giúp liền. Không mà má. Thằng này kỳ. Ngó mặt vậy mà cứ nói không sao. Bộ ba má không đáng tin để con nói hả? Con nói không là không mà. Thằng này. Độ rầy nó làm sao á? Sao tự nhiên thích dance sport vậy? Hay là bị ông nào bỏ bùa rồi? Không, tại thấy hay hay thì thích thôi. Xạo, bồ mê cậu của ông Duy rồi phải không? Bà đang muốn trả thù mình đây mà. Ê, ông Duy nhắn cho tôi nè. Vậy hả? Ủa, mà bộ tính gặp ông Duy hả? Bộ phạm Quy rồi nghe. Nó giả vờ yêu, rồi lại yêu thiệt nè. Thôi, hai cho bả đi. Gọi lại cho người ta đi. Không, tôi qua ổng luôn. Cho ổng bất ngờ. Duy có nhà không chị? Dạ, cô chủ ngủ rồi. Dạ, cảm ơn chị. Alo. Đi chơi vui không? Không. Chả ngủ mất tiêu rồi. Có đâu. Xạo nè. Chờ chả mò tới đâu rồi. Caramel. Tôi thề với bồ đó.
Thiệt hả? Thiệt. Chán quá. Tôi cũng đang chán nè. Dạ chờ. Lại chờ. Hôm qua Nhi gọi cho tôi để điện thoại trong giỏ nên không có biết mà. Đâu quan trọng gì. Nhi không tin tôi hả? Tôi để điện thoại trong giỏ thiệt mà. Biết để trong giỏ hay đang làm gì? Thôi ba quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng. Dạ thưa gì? Có tới liền. Mấy cái này cũng được. Con chụp tay ngang mà rất biết lấy sáng. Bố cục cũng khéo. Dạ đây là bài con viết theo ý gì? Con viết lâu chưa? Dạ đây là bài đầu tiên. Vậy hả? Dạ. Chứ mới viết thế này mà chữ nghĩa cứng cáp, rất có nghề. Con ráng cố gắng trau dồi thêm. Dì tin con sẽ thành công. Dì tính cho đăng vào số tuần tới, con yên tâm nghe. Dạ, con cảm ơn dì. Con là bạn của Hoài. Có dịp á, khuyên nhủ nó giùm dì nghe. Từ ngày ba má nó bỏ nhau, nó coi như họ chết rồi. Ba nó dạo này tội tội làm sao á. Dạ, vậy hả dì? Mọi người sao vậy? Các người mẫu công ty mình đào tạo bỏ đi hết rồi. Đi đâu? Quê xa. Trời ơi, chẳng lẽ ông Văn lại chơi xấu? Cái gì phải bệnh miệng? Mấy bà coi cha Văn như thánh đó, giờ sáng mắt ra chưa? Cũng tại do lương lậu, cách xe trả trễ. Tôi đã báo ông trước rồi mà. Giờ bà còn bên ổng nữa hả? Hết nói luôn. Ủa, sao anh tới mà không gọi trước cho anh? Em muốn hỏi anh một chuyện. Chuyện gì vậy em? Anh tính mua chuộc người mẫu bên công ty em phải không? Làm gì có chuyện đó. Anh đừng có giả đò. Em uống nước đi, để anh hỏi lại. Trọng. Mấy người mẫu mình mới tuyển, có người nào của bên Sunny hết không? Có 6 người anh à. Đó là 6 người tốt nhất mà bên công ty em mất công đào tạo. Tụi tôi đang báo tuyển. Họ đăng ký. Tụi tôi tuyển. Có sai gì đâu. Các anh không được làm như vậy. Sao không? Tụi tôi đâu có đi chèo kéo mua bán người của Sunny Hot. Họ tự nguyện đến đây mà. Nhưng đó là người của bên em đào tạo. Chuyện này không có liên quan gì tới tôi. Trên thương trường, ai có tài, biết tận dụng người tài, người đó thắng. Em đến đây để nói chuyện tình cảm. Anh đã nói vậy rồi thì thôi. Khoan đã, Linh. Bình tĩnh em. Bây giờ như vậy nha. Anh và em sẽ trực tiếp gặp và nói chuyện với họ. Nếu như họ vui vẻ và quay lại bên em, anh ok liền. Còn nếu không thì thôi nha em. Anh coi, rất hợp với dáng em phải không? Có người thấy chị Linh vào công ty ESA đó.
Cô đừng đem mấy chuyện đó nói với tôi được không? Vì nó có liên quan tới chuyện người ta lôi kéo người mẫu của mình đi, nên em mới nói chứ bộ. Cô đừng nhắc bả trước mặt tôi nữa. Tôi mệt lắm rồi. Để rồi anh coi. Bả lôi kéo cả bầy đi, khi đó anh hối hận cũng không kịp. Đó. Em biết, anh cũng để ý tới em mà. Em sẽ mãi mãi bên anh. Còn câu nào sến hơn nữa không? Ừ. Nói nghe coi. I tried to make you love me. How could I be so blind to think I'd be the one? Không biết sao rồi. Change your mind. And if I'm gone before you start, well, you can find. Chị ơi, cho ly sữa tươi. Sao rồi? Chịu. Do người mẫu bên mình thôi, chứ đâu phải bên Esa lôi kéo đâu. Nhưng mà nếu Esa không nhận thì họ biết đi đâu? Nhưng mà mình đâu có kêu người ta đừng nhận được. Thì đó. Như cho Duy nghỉ bộ, xuống cho ta đi. Thì ông nói vậy hả? Thì ông vừa làm ầm lên đó. Ê, đừng. Giờ mà bầu nhúng vô, đổ thêm dầu vô lửa đó. Trời đất ơi, giờ này mà còn ngồi ở đây. Tới giờ nhậu rồi. Không đi hả? Không đi thiệt hả? Ừ. Mình tôi sẽ uống hết. Đi. Trời. When you came to me. Vô. Ừ. Nhậu thì phải vui chứ. Mặt mày bà nào bà nấy ủ rũ như vậy, chán thấy mồ. Thì có chuyện gì vui ông cứ nói đi. Rồi nha. Tôi mua nhẫn đến hôm đây rồi. Mà không biết đến với ai. Má tôi á hỏi tôi lấy vợ như trái nhà vậy đó. Bữa nay tôi cầu hôn cả ba bà. Bà nào thương tôi thì nhận lời. Được không? Tôi nói thiệt đó. Má tôi hỏi tôi dữ lắm. Mà tôi là đứa con hiếu thảo, không muốn để má buồn. Thôi, thích bà Linh thì nói thẳng ra đi. Còn giả đò. Khoái hơn chết mà bày đặt. Thôi, để tôi gọi cho ông Duy ha. Alo. Alo, Duy hả? Nhậu không? Suốt ngày nhậu nhẹt tùm lum, bê trễ công việc, về ngay. Ông đang ở đâu vậy? Cha Duy khùng rồi. Sao khùng? Mà ông đang ở đâu? Quán bar chứ đâu. Đừng uống nữa mà Duy. Mặt sáng tôi. Có liên quan gì tới bà? I'm gonna take a minute, baby, one more time.
bay 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 ông còn giận tôi hả? Tôi xin lỗi rồi mà. Bà đi đi, đừng tới chồng quê tôi nữa. Tôi mệt mỏi mấy bà lắm rồi, đi đi. Không đi thì tôi đi. Rút kinh nghiệm, lần sau người nào của Sunny Hot thì mình đừng có nhận vô nha. Không phải nói với em, làm ăn là làm ăn, còn tình cảm là tình cảm sao? Ừ, nhưng mà thôi, đi Sunny Hot mình kiêng ra. Vậy anh có tránh cô Tài Linh ra không? Chưa chẳng đâu vô đâu. Càng ngày tôi càng cảm thấy cô dễ thương hơn. Không chừng anh lại một rễ chú Sunny Hot thì chết. Alo, là cũ Linh dữ ha. Anh nghe nè em, Linh à, anh thật tình muốn nói với em, ngay buổi gặp đầu tiên và sau mỗi lần gặp em, anh phải cố gắng lắm để không nói ra điều này quá sớm. Anh yêu em không được sao? Sao sao em lặng vậy? Em không nói, tối nay anh lại mất ngủ nữa. Anh cho em thêm thời gian nha. Ê, 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 ê. Tôi chờ bà dài cá cổ rồi nè. Cho bà. Cái gì vậy? Đây là mốt mới tôi tặng cho bà. Còn bản này tôi tính đăng ký chứng nhận quyền sở hữu độc quyền cho bà. Ngạc nhiên chưa? Trời đất ơi, đăng ký mẫu tóc độc quyền luôn hả? Ừ, kiểu tóc độc nhất vô nhị dành cho bà mà, hợp với bà lắm á. Coi đi. Ông làm vậy tôi quen, tôi bắt ông làm nhà tạo mẫu tóc độc quyền cho tôi thì sao? Cũng chẳng có sao, tôi đơn phương tình nguyện luôn. Thôi, ông làm cho tôi, làng thời trang mất đi một nghệ sĩ hết lòng vì công chúng. Họ giáp gậy đuổi đánh tôi chết đó. Họ đánh hả? Ừ. Tôi đỡ cho bà. Thôi thôi, không dám đâu, tôi đi đây. Tôi có thể cho bà hết cuộc đời của tôi thiệt mà. Không dám đâu. Chín mười giờ rồi, không thấy bà nào tới là sao? Nghe nói Hoài xin nghỉ một ngày thì giao hữu dance sport cho câu lạc bộ. Gì mà bỏ làm đi nhảy hoài vậy? Thì đợt này công ty cũng ít việc mà. Ít nhiều không quan trọng, cái chính là sự nhiệt tình của mấy bà đối với câu lạc bộ. Dần đi đến con số 0 rồi đó. Coi nè, Hoài thì bỏ đi dance sport, bà Phúc thì đi chụp hình viết báo. Thiệt hết nói, tôi thiệt không biết nổi mấy bà nữa. Ông mất niềm tin quá rồi.